Đội trưởng tiếp theo trong danh sách và còn là người nắm giữ vai trò trong khoảng thời gian rất ngắn, đó chính là chiến binh Magic Green đến từ chiến đội pháp thuật năm 2005. Tên anh là Ozu Makito, chàng trai chỉ mới 24 tuổi khi bắt đầu bộ phim. Do là người anh cả và cũng là người lớn tuổi nhất của năm anh em nhà Ozu nên Makito nghiễm nhiên là người đứng đầu của cả chiến đội. Nhưng đó là trước khi cho đến tập 3, Mandora Boy đã tuyên bố rằng định mệnh đã sắp đặt cho Kai hay chiến binh Magic Red mới là thủ lĩnh của đội, còn Magic Green lại là chiến binh mang thứ hạng thấp nhất. Biết được điều này, Makito đã không giấu nổi sự ấm ức bởi anh đã được mẹ giao cho trọng trách là trụ cột của gia đình. Chính sự cay cú của Makito đã đẩy chiến đội Magic Ranger đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng rồi lâu dần, chiến binh Magic Green của chúng ta mới nhận ra anh không nhất thiết phải giữ vai trò thủ lĩnh thì mới có thể chăm lo chu toàn cho các em. Dù trên danh nghĩa, Makito không còn là một thủ lĩnh của chiến đội, nhưng vị trí anh cả là người trụ cột của gia đình Ozu thì vẫn không hề thay đổi. Sau này, khi chiến binh Magishine gia nhập vào hội nhóm và trở thành người thầy dẫn dắt cho năm anh em, Makito đã có đôi chút chạnh lòng khi vai trò trụ cột gia đình của mình đang có chút lung lay. Nhưng thực ra, Hikaru vẫn luôn biết rằng Makito chính là một người anh cả đáng tin cậy. Đó là lý do chiến binh này đã sử dụng phép thuật để giúp Magic Green có được hình thái Green Muscle. Từ rất lâu về trước, Makito đã nuôi ước mơ đi du học. Như đã thấy trong tập 37, anh ấy đã cho thấy khả năng bằng tiếng Anh khá điêu luyện. Nhưng vì trách nhiệm lo cho các em mà anh đã phải gác lại dự định của mình và chỉ ở nhà để chăm lo cho trang trại rộng lớn của gia đình. Cho đến những tập cuối cùng, khi cả gia đình Ozu đã đoàn tụ, Makito mới có thể an tâm thực hiện hóa ước mơ của bản thân. Về tính cách, Makito là một chàng trai đa cảm, anh dễ tức giận, dễ làm lành và cũng rất dễ xúc động. Với bản tính sớm nắng chiều mưa như vậy, dễ hiểu vì sao Makito không được chọn để trở thành thủ lĩnh. Song, người anh cả của gia đình Ozu cũng là một chàng trai vô cùng thật thà và đáng tin cậy và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chiến đội Magic Ranger. Chiến binh tiếp theo trong danh sách là Boken Black đến từ chiến đội thám hiểm năm 2006. Anh tên là Ino Masumi, 21 tuổi ở thời điểm bắt đầu. Người sau này được giao phó vai trò làm đội trưởng Bokenger sau khi Boken Red nghỉ hưu để khám phá vũ trụ. Xuất phát điểm, Masumi là một thợ săn cổ vật. Anh ta chỉ lợi dụng bài kiểm tra của tổ chức SGS để hòng chiếm đoạt lấy các báu vật cho bản thân. Nhưng rồi kế hoạch của Boken Black đã bị lật tẩy bởi chàng đội trưởng Satoru. Đồng thời sau đó, Masumi đã bị ép để trở thành một thành viên chính thức của Bokenger nhằm trả ơn cứu mạng. Vào thời điểm 2 năm trước khi gia nhập vào nhóm đội, Masumi đã tìm thấy Natsuki tại một tàn tích. Và kể từ đó, hai người họ đã cùng nhau gia nhập vào Bokenger. Qua sự việc trên, người xem đã cho rằng có lẽ Masumi chính là người đã dạy cho Natsuki về cách đọc, viết chữ và lẽ sống ở thời đại này. Bởi cô ấy là công chúa của nền văn minh cổ đại Remuria. Do đó, anh ấy dường như cũng có tố chất của một nhà giáo. Đời thường, Masumi là một chàng trai liều lĩnh, bốc đồng và làm việc theo trực giác. Bản tính nổi loạn và tính cách phản anh hùng của anh thường có xu hướng mang đến một số rắc rối. Thế nhưng cũng nhờ vào những chiến thuật mang tính mạo hiểm đã biến Masumi trở thành một tài sản quý giá cho nhóm đội. Anh cũng rất ghen tị với đội trưởng Satoru và luôn mong muốn vượt qua anh ta. Trải qua rất nhiều biến cố, Boken Red đã nhận thấy bên trong Masumi chính là những sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Do đó mà anh mới tin tưởng để giao chức đội trưởng cho cậu bạn. Tiếc là chúng ta không được chứng kiến quá nhiều về phân cảnh mà Boken Black đã dẫn dắt chiến đội như thế nào, bởi khi anh được nhận chức thì cũng là cái kết của bộ phim mất rồi. Đội trưởng tiếp theo trong danh sách chính là Keki Yellow đến từ chiến đội quyền thú năm 2007. Như chúng ta đã biết, Keki Ranger được thành lập bởi tổ chức Sakurachi, bắt đầu với hai thành viên là Ran và Retsu và Jan là thành viên thứ ba gia nhập sau. Tuy nhiên, ở khoảng nửa đầu của series, ba người họ hoạt động trong nhóm với nhau chỉ với tư cách là những thành viên ngang hàng. Và phải mãi cho đến tập thứ 23 của phim thì vị trí thủ lĩnh mới chính thức được công bố, khi sư phụ Shafu đã nói rằng đã đến lúc để tìm ra một người đội trưởng của Keki Ranger đủ bản lĩnh để dẫn đường cho cả nhóm, và người phù hợp nhất cho trọng trách đó chính là Ran, chiến binh kích thú vàng. Thực chất ban đầu, Ran đã muốn bỏ việc học quyền thú chỉ vì cô nghĩ rằng mình không đủ giỏi, nhưng sư phụ Shafu đã là người tạo động lực cho cô để tiếp tục con đường này. Khác với sự ngây ngô của Keki Red hay sự trầm tư của Keki Blue, Ran là tổng hòa của sự kỷ luật, đi kèm theo đó là một trái tim ấm áp. Có thể xem cô giống như người chị cả của hai chàng trai còn lại, lúc thì mềm mỏng, khi thì lại cứng rắn. Ran có được điều này chính là nhờ sự giáo dục hà khắc đến từ phía gia đình, bởi cô là con một của một gia đình tài phiệt, là người mang trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của cha mẹ. Trong tập 37, có thể thấy mẹ của Ran là một người cực kỳ nghiêm khắc. Mục đích mà bà ấy gửi Ran đến tổ chức Sakurachi chính là mong con gái cưng có thể trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi cô đủ tuổi kết hôn thì sẽ gọi về. Tất nhiên là cuối cùng Ran đã từ chối con đường kia để được tiếp tục chiến đấu bên những người bạn của mình. Giống như một con báo đốm, loài động vật đại diện cho sức mạnh quyền thú của cô, điểm mạnh của Keki Yellow chính là tốc độ, kèm theo đó ở ngoài đời, Ran cũng là một vận động viên điển kinh. Tất cả yếu tố đó đã giúp cho Ran không chỉ nhanh mà còn có độ chính xác khá cao. Nhưng cô vẫn còn một điểm yếu tiềm ẩn, đó chính là việc chiến đấu thiên về mặt ý chí, còn kỹ thuật thì lại không được trau chuốt.
Nhưng qua khóa huấn luyện với sư phụ Elejon Campo, Ryan mới nhận ra rằng chỉ cần phát huy thế mạnh của bản thân thôi cũng đủ để khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ đó mà Keke Yalow có thể tự tin chiến đấu hơn. Và không lâu sau này, dưới sự huấn luyện của sư phụ chim cánh cụt, Ryan đã ngộ ra được kỹ thuật tối cao, từ đó cải thiện được nhược điểm của bản thân, đồng thời còn giúp cô bứt phá lên một trạng thái mạnh mẽ khác, hay chính là Super Keke Yalow. Nhìn chung trong series, Keke Yalow không có nhiều đất diễn dưới vai trò là một người đội trưởng. Có lẽ sự xuất hiện của 7 vị quyền thánh đã làm vai trò chỉ huy của cô bị một nhạt đi đáng kể. Nhưng dù sao, Ryan vẫn là một nhân vật rất thú vị và cũng là một nhân tố chủ chốt của chiến đội quyền thú. Ngoài ra ở đời thường, Ryan có lẽ là một người rất yêu thích môn học lịch sử bởi cô chính là Keke Ranger duy nhất biết được ý nghĩa lịch sử của ngày 14 tháng 12 năm 1702. Đây là thời điểm xảy ra một cuộc huyết chiến lừng danh tại Nhật Bản. Người đội trưởng kế tiếp là chiến binh Go Beetle đến từ chiến đội Dobut Sentai Go Buster. Tên anh là Jim Masato. Thực chất, anh chỉ là một phiên bản khác so với chiến binh Beat Buster đến từ chiến đội Go Buster. Lý do mà Jim Masato này được tạo ra là bởi vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, trong dòng thời gian gốc, cả chiến đội Go Buster đã bị hy sinh lần lượt trong cuộc chiến của họ với tên Azazeru. Sau đó, Chidanik đã gặp được Chúa ở một không gian khác và được ông trao cho một điều ước bất kỳ. Nguyên do là bởi cái chết của Nick chính là cái chết thứ 1 triệu ở địa cầu. Thế rồi, anh ta đã ước được đến một thế giới mới, nơi mà thảm họa 13 năm về trước chưa hề xảy ra. Và rồi điều ước đó đã trở thành sự thật. Nick tỉnh dậy ở một thế giới mới, nhưng đây thực ra chỉ là một thế giới song song so với thế giới thực mà thôi. Và tất nhiên, chiến đội Go Buster cũng chưa được thành lập. Mọi tính cách và đặc điểm của những người bạn cậu đều đã trở nên khác biệt, và Jin Masato chính là một người trong số đó. Nơi đây, Masato 40 tuổi và đang làm công việc bảo vệ tại một trang trại thuộc địa phận ngôi trường Kido. So với phiên bản gốc, Masato phiên bản này xuất hiện như một ông anh cầu thả, nổi tiếng với mùi hương nồng nặc khủng khiếp của mình. Tuy nhiên, khi nhận được cảnh báo về trường hợp khẩn cấp, anh đã nhanh chóng thay đổi trang phục thành cowboy, lúc này thì mùi hôi cũng đã biến mất. Vai trò của Masato trong dòng thời gian này chính là đảm nhiệm chức vụ của một người thủ lĩnh để đi kết nạp các thành viên vào một chiến đội có tên là Dobut Sentai Go Buster nhằm chống lại đế quốc cơ khí Mechalius bảo vệ địa cầu. Khi chính thức ra trận, danh xưng chiến binh của anh được gọi là Go Beetle. Điểm khác biệt duy nhất so với trang phục của Beat Buster đó chính là ở phần mắt kính, nay đã được tô điểm thêm họa tiết viền trắng. Nhìn chung, vai trò thủ lĩnh của anh cũng không được thể hiện quá sâu sắc, nhưng có lẽ chính ở yếu tố can đảm trước mối nguy đã đưa Masato trở thành đội trưởng của nhóm đội khi mà đa số các thành viên còn lại đều chỉ là những con người nhút nhát mà thôi. Đội trưởng tiếp theo trong danh sách là Kyoryu Navy, xuất hiện duy nhất trong tập phim 100 năm sau của chiến đội Thú Địa Long. Ở tương lai vào năm 2114, 100 năm sau những sự kiện chính của series gốc, một chiến đội Kyoryuger mới đã được thành lập, bao gồm 6 người hậu duệ của các chiến binh thế hệ cũ, và người đội trưởng của chiến đội Điện Long mới này là Kyoryu Navy. Anh tên thật là Daikun, trách của chiến binh Kyoryu Red và Kyoryu Pink. Thời điểm trước đó không lâu, Daikun cùng những người cộng sự của mình đã được tập hợp bởi Kan Derida. Cô ấy đã trao cho những người hậu duệ này những khẩu súng Kaburi Revolver với hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ cố gắng bước tiếp cha ông, dập tắt sự tái xuất của quân đoàn Deboss một lần nữa. Thế nhưng ngay từ trận chiến đầu tiên, chiến đội của Daikun đã bị đánh cho te tua. Đã thế, họ còn nhanh chóng bỏ cuộc và tan rã sau khi nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào vĩ đại được như những Kyoryuger trong quá khứ. Đúng là đám con cháu này thật là ăn hại hết sức mà. Nhưng rồi, những nhân vật còn sống sót từ chiến đội Kyoryuger gốc đã trở lại và khích lệ tinh thần của các tân binh trẻ. Với Daikun, cậu đã được diện kiến linh hồn của Torin cùng thú điện long Gabutira phiên bản bay màu. Thì ra, các chiến binh Kyoryuger phiên bản mới này chưa thức tỉnh được sức mạnh từ lòng dũng cảm Brave. Một khi nguồn sức mạnh này được đánh thức, họ sẽ trở về với màu của các chiến binh tiền bối. Song, Daikun là thành viên có ý chí yếu đuối nhất, nên quá trình thức tỉnh sức mạnh của anh chàng này cũng được diễn ra lâu nhất. Chỉ khi được chứng kiến 5 người bạn của mình chiến đấu trong lớp chiến phục của những vị tổ tiên, năng lượng Brave trong Daikun mới thực sự bùng cháy. Anh đã lao vào trong cánh cổng thời gian để ngăn chặn tên Asureban. Chính nhờ việc làm dũng cảm này mà Gabutira đã hóa thành màu đỏ. Cũng chính kể từ đây, Daikun đã tiếp tục chiến đấu dưới danh nghĩa là tân chiến binh Kyoryu Red. Trở lại với hình thái Kyoryu Navy. Đây là hình thái khi sử dụng Judenchi số 0. Đây là một trong 6 Judenchi thuộc sở hữu của Ken Derida. Ngoài ra, bộ chiến phục Kyoryu Navy cũng chỉ là một phiên bản thiết kế lại của nhân vật Death Builder. Vào năm 2021, với sự kiện kỷ niệm 45 năm của dòng phim Super Sentai, nhà sản xuất đã muốn tạo ra một series bứt phá, mới mẻ và đáng nhớ. Thế nên lần này, nhân vật chính của chúng ta là một chiến binh mang sắc trắng, hay có tên gọi là Zenkaiser, đến từ chiến đội Toàn Khai Giả. Tên thật của anh là Koshikida Kaito, một chàng trai 20 tuổi, vui vẻ, hòa đồng và lạc quan. Nhiều người khi mới tiếp xúc có thể nhận xét anh là một người ngây ngô quá mức. Thậm chí với những suy nghĩ đơn giản từ người xem sẽ dễ khiến Kaito bị ghét bởi những ai kỳ vọng vào một nhân vật chính ngầu lòi. Nhưng một khi đã xem và hiểu tường tận về series Zenkaiser, bạn sẽ thấy rằng Kaito không phải là một người ngây thơ như bề ngoài. Anh là một chàng trai thông minh, lém lỉnh và rất giỏi tạo thiện cảm với người khác. Chính cái tính tình ngây ngô, tư duy mọi vấn đề theo cách đơn giản nhất,
đã càng thể hiện Kaito là một người tốt tính và đáng tin cậy. Nhưng chớ tưởng chiến binh Zen Kaiser là một tên ngốc nghếch. Ngốc nghếch thì làm sao có thể thông não được cả chúa cơ chứ? Bản thân Kaito cũng là một chàng trai khá sâu sắc. Chính bi kịch cha mẹ mất tích và việc phải làm trụ cột gia đình từ khi 10 tuổi đã rèn giũa anh để trở thành một người lanh lợi, có thể xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Chính Kaito đã chia sẻ rằng đằng sau mỗi nụ cười là một gánh nặng rất lớn. Có lẽ chiến binh Zen Kaiser sẽ không phải là mẫu nhân vật dễ gây ấn tượng với khán giả, nhưng anh cũng có những nét thú vị theo một cách riêng, đồng thời cũng là một thủ lĩnh xứng đáng của chiến đội toàn khai giả. Tất cả với những sức mạnh bá đạo và sự thông minh của mình, chính Kaito cũng đã từng tự ti rằng mình đã không phải là một Red Senshi, cho đến khi anh được các tiền bối White Ranger trấn an trong tập phim spin-off của chiến đội Zen Kaiser. Đội trưởng cuối cùng trong danh sách là Don Doragoku, đến từ chiến đội Bạo Thái Lan năm 2022. Anh có tên thật là Momotani Jiro, chàng trai 21 tuổi và là một hậu duệ của tộc Don. Vào khoảng 21 năm trước, Jiro được gửi đến trái đất trong một cái nồi hình quả đào. Anh được một người dân tìm thấy và nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi, cho đến khi 16 tuổi thì đã chuyển ra ngoài sống. Trong thời gian đó, Jiro dành phần lớn thời gian của mình để rèn luyện bản thân với ước mong là trở thành một người hùng vĩ đại. Sau đó, trong một chuyến đi ngoại khóa với trường trung học, Jiro đã bắt gặp và bị ấn tượng bởi sự bá đạo của Taro. Cũng từ đây, anh coi mình là truyền nhân của Don Momotaro. Để nói về tính cách thì bản chất Jiro chỉ là một anh chàng ngây ngô, coi mình là trung tâm của mọi thứ và khát khao được mọi người chú ý. Đáng lòng hơn khi anh luôn là người thừa trong nhóm Don Brothers vì không một ai quan tâm đến Jiro cả. Ngay cả khi Taro tưởng chừng như đã hy sinh và Jiro là người có đủ sức mạnh để trở thành đội trưởng thì mọi người cũng chỉ cần Taro quay trở lại chứ không hề thực sự bận tâm tới Jiro. Thất bại trong việc trở thành thủ lĩnh của Don Brothers, Jiro đã tìm cách lôi kéo 4 thành viên còn lại để gia nhập vào chiến đội tự xưng của anh có tên là Dragonfire. Nhưng rồi tất cả ánh hào quang quay lại với Taro khi Master Kaito đã làm cho 4 thành viên còn lại nhận ra rằng họ đã sa đọa như thế nào khi được Jiro dẫn dắt. Don Doragoku cũng là nhân vật ẩn chứa khá nhiều cú plot twist nổ não. Đầu tiên là việc nhân vật này có đến 2 nhân cách và nhân cách của Don Doragoku chỉ là nhân cách phụ được sinh ra từ khao khát mỉm cười hạnh phúc của Jiro. Nhân cách gốc của nhân vật này là Don Toraboruto, một tên ngổ ngáo và hiếu chiến và luôn luôn muốn đánh bại Don Momotaro. Còn cú twist thứ hai thì được tiết lộ khá muộn nhưng cũng rất bất ngờ nên có lẽ mình sẽ không tiết lộ để đảm bảo trải nghiệm của các bạn chưa xem phim nhé. Vì được thừa hưởng sự bá đạo của người tập Don, Jiro nghiễm nhiên là thành viên mạnh mẽ nhất của Don Brothers chỉ sau Taro. Song vì tính cách dị hợp cũng như không được sự tín nhiệm của bất kỳ ai ngoài Taro, Jiro có lẽ là người không phù hợp để dẫn dắt chiến đội. Sau khá nhiều lần cố gắng giành giật tấm băng đội trưởng, Jiro cuối cùng cũng được chính Taro lựa chọn để trở thành người kế nhiệm vị trí trung tâm của Don Brothers. Thế rồi, có vẻ như không còn sự xuất hiện của Taro nữa, chiến đội Don Brothers thể hiện rất rõ sự bất ổn. Dù Jiro đã sử dụng số tài sản cách xù mà mình được thừa kế để giúp cho 4 thành viên còn lại có một cuộc sống đủ đầy, nhưng anh lại ép các thành viên phải chiến đấu theo một cách cứng nhắc. Khi Sonoi phản đối, Jiro còn dùng vũ lực để ép anh ta rời đội. Vậy là trong suốt 1 năm sau khi trở thành thủ lĩnh, Jiro đã bộc lộ rõ bản chất tha hóa của mình, anh bị ám ảnh với quyền lực. Thậm chí đến khi Taro tái xuất, Jiro đã luôn toán tính để hất cẳng Taro, thậm chí nhẫn tâm mưu hại chính thần tượng của mình để bảo toàn vị trí thủ lĩnh. Cuối cùng, 4 người đồng đội đã từ chối khối tài sản mà họ được bảo lãnh, quyết phế truất Jiro ra khỏi vị trí đội trưởng để được quay trở lại chiến đấu cùng Don Momotaro. Dù không phải là một người thủ lĩnh xứng đáng, nhưng không thể phủ nhận rằng nhân vật Don Doragoku đã thành công đem đến sự mới lạ cho hình tượng một Six Ranger. Nếu bạn muốn một video dành riêng cho nhân vật này trong tương lai, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé.